Sao gần đây trời càng lạnh thì mình lại càng dậy sớm cơ. Mấy tuần nay mình toàn ngủ lúc 10 giờ rồi dậy lúc 5 giờ ấy. Cá nhân mình thấy cách sinh hoạt này thì giúp mình tỉnh táo và năng suất hơn khá nhiều. Bởi vì bài mình thì hầu như là phải làm trên máy tính ấy, nên khi mà mình sử dụng thiết bị điện tử thì mình lại mình dễ tỉnh hơn. Mặc dù biết là không tốt nhưng mà nó lại thành thói quen rồi và mình vẫn chưa đổi được. Bên cạnh đấy thì mình cũng cảm giác là mỗi khi mà mình dậy sớm thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Mặc dù là một ngày thì vẫn 24 giờ đấy thôi, nhưng mà mình cảm tưởng như là trước khi ngày mới thực sự bắt đầu, mình đã làm được khá là nhiều việc rồi. Từ việc học này, hay là giặt quần áo, uống tách trà, hay là ngồi và học tiếng Anh. Thì hầu như gần đây mỗi sáng mình đều cố gắng để dành ra khoảng tầm 10 đến 20 phút để luyện nghe. Nhiều bạn hay hỏi mình là tại sao mình có thể duy trì việc luyện nghe tiếng Anh nhiều đến như vậy, hay là làm sao để có động lực vui thích luyện nghe tiếng Anh. Thì thực ra lý do khá là đơn giản là bởi vì mình khá là thích ngôn ngữ này. Từ khi mình còn rất là bé thì mình đã xem những bộ phim hoạt hình bằng tiếng Anh ở trên TV, nên cũng có thể coi là mình được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ đi. Và sau này khi mà công nghệ phát triển, có điện thoại riêng thì mình cũng vẫn duy trì cái việc xem phim và nghe nhạc bằng tiếng Anh. Và dần dần việc luyện nghe tiếng Anh thì đã trở thành thói quen mà mình luôn duy trì hàng ngày. Nên có thể nói là mục tiêu của mình khi mà học tiếng Anh thì đơn giản là mình chỉ mong muốn được hiểu hơn về ngôn ngữ này và có thể sử dụng một cách thành thạo hơn. Và trong giai đoạn đầu sau khi xác lập mục tiêu thì chúng mình cũng cần tìm một nguồn học phù hợp với bản thân của mình nữa. Tuy nhiên mình thấy khá là nhiều bạn không chú trọng quá nhiều và điều này khiến việc tăng band listening trở nên mất nhiều thời gian hơn. Nên trong vlog ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người những nguyên nhân khiến việc luyện nghe của chúng mình trong giai đoạn đầu khá là khó khăn. Ok, đầu tiên là nguyên nhân bên ngoài từ phía nhà trường. Thì trong nền giáo dục Việt Nam nói chung ở mọi cấp bậc như là từ tiểu học này, trung học hay là kể cả khi mà chúng mình lên đại học đi chăng nữa, thì thầy cô thường sẽ tập trung để luyện vocab reading hay là grammar nhiều hơn ấy. Và khi mà chúng mình lên đại học thì chúng mình cũng chủ yếu là đọc tài liệu từ nước ngoài hay là luyện writing bằng các bài học đó thôi. Vì như vậy nên là việc nghe hiểu hay là listening comprehension thì luôn là một trở ngại rất là lớn đối với học sinh sinh viên như chúng mình luôn. Bởi vì vốn là chúng mình cũng không được chú trọng trong việc học tiếng Anh ấy, nên là chúng mình cũng không có một cái phương pháp cụ thể nào để có thể áp dụng để tăng band listening lên. Và một lý do khác nữa mình nghĩ đó là do chất lượng audio trong lớp học thì thường sẽ không được tốt lắm, nên là chúng mình sẽ hơi khó để có thể tiếp cận được với các giọng native speaker hay là các phát âm chuẩn bản địa chẳng hạn. Và tiếp theo đó là nguyên nhân từ bên trong, cụ thể là việc chúng mình lựa chọn tài liệu. Thì việc chúng mình lựa chọn tài liệu một cách phù hợp thì sẽ giúp cho bản thân mình có một cách học đúng và đủ. Và khi mà chúng mình đã có một cái cách học đúng và đủ rồi ấy, thì cái khả năng mà mình tăng band listening sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và việc chọn tài liệu theo kinh nghiệm của bản thân mình thì sẽ cần dựa trên ba tiêu chí sau. Đầu tiên là độ dài của bài nghe, thứ hai là tốc độ của bài nghe, và thứ ba là bài nghe phải đúng trình độ của mình. Ok, đầu tiên là về độ dài của bài nghe. Thì với những bạn mới bắt đầu tập nghe hay là kỹ năng nghe chưa được cao, thì có nghiên cứu cho rằng nếu mà chúng mình nghe các bài nghe kiểu quá 3 phút ấy, thì chúng mình sẽ dễ mất tập trung và gây mệt mỏi, cũng như là ảnh hưởng đến cái khả năng nghe hiểu của bản thân mình. Và bên cạnh đấy thì hồi mới bắt đầu luyện nghe, mình cũng thường kiểu lao vào một cái đề IELTS để làm mất 40 phút, xong rồi mình kiểu nản ra mang bởi vì mình có hiểu cái gì đâu. Đấy thì mình nghĩ là chúng mình nên nghe các short video trước, có thể là tầm 1 đến 2 phút, xong rồi sau đấy thì sẽ chuyển qua các bài dài hơn như là tầm 5 đến 10 phút. Thì việc nghe những cái short video đấy thì nó sẽ giúp chúng mình kiểu đỡ mệt, đỡ nản hơn ấy. Và một số các source mà mọi người có thể tham khảo như là TED Talk hay là BBC Learning English thì chúng mình cũng nên kết hợp với một số bài tập như là Multiple Choice này hay là Gap Filling này trong khi nghe để có thể tăng cái sự tập trung của bản thân mình hơn. Thứ hai là tốc độ bài nghe. Thì bình thường khi mà luyện nghe thì chúng mình hay chọn các random audio trên YouTube hay là trên podcast để nghe. Thực ra thì cái việc này nó cũng không hề sai, nhưng mà cá nhân mình nghĩ cái cách nghe này thì nó sẽ phù hợp với cái thời gian sau hơn, khi mà kỹ năng nghe của
tiếng Anh của bản thân mình nó như là một thói quen rồi, nó là một cái phản xạ tự nhiên rồi, nên là tốc độ nào thì mình cũng chơi được. Tuy nhiên với thời gian luyện nghe ban đầu thì những cái video được lựa chọn một cách random, một cách ngẫu nhiên thường sẽ có một cái tốc độ quá nhanh hoặc là quá chậm so với cái khả năng nghe của bản thân mình. Ví dụ như là khi mà audio nó quá nhanh đi thì thường chúng mình sẽ nghe phát âm trên từ điển hoặc trên text thì nó sẽ rất là khác nhau. Họ sẽ có một cái kiểu cái cách nhấn nhá hoặc là luyến âm một cách khác so với ở trên lý thuyết ấy. Chẳng hạn như là khi mà chúng mình được học ấy thì chúng mình sẽ phải nói là I am going to go. Nhưng mà thường trong audio ấy thì họ, những người nước ngoài thì người ta sẽ hay nói là kiểu I'm gonna go. Vì thế khi mà chúng mình nghe ấy, thì chúng mình sẽ rất là dễ rơi vào một cái bẫy, đó là chúng mình cần thời gian để suy nghĩ xem liệu từ đó là cái từ gì. Và chúng mình sẽ kiểu rất là khó để có thể follow kịp cái bài nghe, và cuối cùng thì chúng mình lại miss mất, trốn mất cái nội dung đó. Còn khi mà audio nó quá chậm thì mình sẽ khá là mất kiên nhẫn, bởi những cái bài đấy thì thường dành cho những người mới bắt đầu làm quen với việc học tiếng Anh hơn. Còn khi mà mình giao tiếp hàng ngày thì nó sẽ rất là khác đúng không? Bởi vì hầu như chẳng ai nói chuyện tốc độ chậm như vậy cả. Nên là mình nghĩ chúng mình nên luyện nghe với transcript để có thể bắt được âm, nhìn được mặt chữ, giúp nhận diện cách phát âm trong giao tiếp, và cũng như là tìm những cái audio nó có một tốc độ phù hợp với trình độ hiện tại của bản thân mình. Tuy nhiên thì làm sao để cho mình có thể biết được cái trình độ hiện tại của bản thân mình đang nằm ở đâu đúng không? Thì về trình độ, theo kinh nghiệm của bản thân mình thì sẽ có 3 yếu tố chính, đó là từ vựng, ngữ pháp và khả năng nhận diện phát âm, giúp mình hiểu được cái bối cảnh của cái bài nghe và nắm bắt được keyword ở trong bài. Thì thường nghe khó hơn trình độ của mình cũng sinh ra nản, và chúng mình sẽ kiểu không muốn luyện nghe tiếng Anh nữa, kiểu bởi vì mình ngồi mình nghe một cái đoạn rất là dài xong rồi mình chả hiểu gì thì mình chẳng muốn nghe nữa. Còn nếu mà audio quá là dễ thì chúng mình sẽ không thể thấy rõ được bản thân mình đang hoặc là đã cải thiện ở đâu, bởi vì mình sẽ kiểu chỉ dậm chân ở cái mức độ dễ đó thôi. Thì để có thể tìm hiểu trình độ nghe hiện tại của mình đang nằm ở đâu, người có thể test thử khả năng listening của mình ở một số website như là ESL Lab hay là Oxford Online English hay là Multivideo. Với những bạn đã theo dõi mình từ rất là lâu thì mọi người cũng đã biết là mình bắt đầu sử dụng Multivideo từ những cái blog đầu hè rồi ấy. Và đến tập bây giờ thì mình vẫn duy trì sử dụng trang web này bởi vì mình cảm nhận được cái khả năng listening của mình được cải thiện một cách rất là rõ rệt luôn. Multivideo thì là một trang web giúp mình nâng trình nghe IELTS sau 30 ngày với 30 ngày sau intensive listening và lộ trình cá nhân hóa. Về sự quan trọng của intensive listening thì mình đã đề cập đến trong một video chia sẻ kinh nghiệm ôn thi IELTS listening, nên mình sẽ để cái video đó ở phần mô tả để mọi người có thể xem lại blog đó nha. Multivideo thì sẽ bao gồm 3 bước nghe sâu, bao gồm nghe bắt âm, nghe vận dụng và nghe chi tiết. Đầu tiên là về nghe bắt âm thì đây là phần giúp chúng mình có thể làm quen được với các từ mới khi mà mình kiểu bắt đầu vào bài nghe, để mình có thể kiểu dễ dàng bắt từ ở trong những cái bước nghe sau hơn. Bên phải của video nghe sẽ là danh sách các từ vựng quan trọng trong bài kèm theo nghĩa, phiên âm và audio phát âm. Và sau khi mà chúng mình đã học xong những cái vocab mới rồi thì hệ thống sẽ cung cấp một bài tập kiểm tra để chúng mình có thể ghi nhớ được sâu hơn ấy. Tiếp theo là nghe vận dụng thì trang chủ sẽ hiển thị các bài tập chi tiết theo dạng điền từ và chỗ trống, có đáp án text và audio chi tiết cho từng câu và cũng như là chấm điểm giúp chúng mình luôn. Thì việc có những cái bài tập test sẽ giúp chúng mình rất là nhiều trong việc cải thiện cái khả năng nghe cũng như là nắm bắt được thông tin để trả lời các câu hỏi ở phía sau. Và cuối cùng đó chính là nghe chi tiết, thì chúng mình sẽ nghe lại cái đoạn audio đó kèm transcript chi tiết cho từng câu. Mỗi đoạn transcript thì sẽ có kèm bản dịch này cũng như là highlight các cái từ vựng cũng như là cấu trúc câu quan trọng. Thì cá nhân mình thấy mình sẽ dành nhiều thời gian cho cái bước này hơn, bởi vì nó sẽ giúp mình ghi nhớ được sâu hơn những cái từ vựng cũng như là những cái cấu trúc quan trọng. Bên cạnh đó thì còn cũng kiểu rèn cho mình cái khả năng phản xạ nghe nữa ấy. Thì thường khi mà mình nấu ăn này, mình skincare, mình make up như sáng ngày hôm nay thì mình sẽ mở cái đoạn audio mà mình đã học đó ra để mình có thể kiểu nghe lại. Thì nghe audio bước thứ 3 trên Multivideo thì nó cũng, mình thấy nó cũng kiểu tựa như là mình nghe podcast ấy. Nhưng mà nếu mà podcast thì sẽ chỉ có cái bài nghe không, sẽ chỉ có audio không, thì trên Multivideo thì sẽ có thêm bài tập cũng như là sẽ có thêm cái mục transcript chi tiết để chúng mình có thể kiểu cải thiện cái khả năng listening. Khi mà chúng mình đang nấu ăn, khi mà chúng mình đang skincare thì chúng mình có thể liếc vào đó để chúng mình xem cái từ
đó, cái từ vựng, cái cấu trúc câu để chúng mình kiểu có thể ghi nhớ được sâu hơn ấy. Và bên cạnh đấy thì có một cái điểm nữa mà mình rất là thích ở Multivideo, đó là trong web này sẽ cung cấp cái lộ trình cá nhân hóa giúp chúng mình có thể tăng band điểm IELTS listening. Như mình đã đề cập ở phía trên thì kiểu mình lựa chọn một cái audio, một cái bài nghe phù hợp với trình độ của bản thân thì nó sẽ rất là quan trọng trong quá trình mà chúng mình có thể luyện cái khả năng nghe cũng như là tăng band listening của chúng mình lên. Thì lộ trình học ở Multivideo thì sẽ được chia thành nhiều trọng, và mỗi trọng thì chúng mình sẽ được nhận điểm đánh giá năng lực, và dựa đó thì Multivideo sẽ gợi ý những cái bài nghe phù hợp với trình độ hiện tại của bản thân mình. Nên là mình thấy cái này, cái điều này nó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn ở Multivideo, bởi vì hiện tại kể khi mà mình nghe podcast là khi mà mình nghe audio trên YouTube đi thì mình chỉ chủ động để tìm audio thôi, chứ hầu như là rất là hiếm những trang web nào có thể cung cấp các audio nghe phù hợp với năng lực hiện tại của bản thân mình. Nên là mình thấy việc có lộ trình cá nhân hóa như là trên Multivideo thì sẽ vừa phù hợp với khả năng của mình hơn này, vừa phù hợp để luyện nghe IELTS và cũng như là vừa phù hợp để chúng mình có thể luyện tập một cách thường xuyên, luyện tập hàng ngày. Và ngoài ra thì chúng mình cũng có thể tham gia group cộng đồng là học tiếng Anh cùng Mochimochi để có thể tham gia các sự kiện học tập cũng như là kết nối với bạn bè để cùng nhau chia sẻ hoặc là cùng nhau học tập. Và để sử dụng cho web Mochivideo thì mọi người có thể gõ Mochivideo vào mục tìm kiếm và chọn website đầu tiên, hoặc là mọi người có thể bấm vào đường link mà mình để ở dưới phần mô tả để truy cập cũng như là luyện nghe listening trên Mochivideo nha.